Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài nói về cái cách chọn tuổi vợ chồng, tức là cái cách phối hôn, chọn tuổi để phối hôn theo cái quan hệ trong ngũ hành. Tức là cái bài này người ta sẽ cho ta cái cách chọn tuổi vợ chồng theo cái ngũ hành, thì nó sẽ có các cái nội dung như sau. Cái nội dung thứ nhất là ngũ hành của hai người phải tương sinh cho nhau. Ví dụ như là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, không được khác nhau. Đấy. Tức là khác nhau, tức là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Thế thì cái bài này thì người ta xét về cái ngũ hành nạp âm của mỗi một người. Và cái nội dung thứ hai tức là không được phạm tứ hành xung. Tứ hành xung thì nó nằm trong các cái cặp như sau, tức là nó cứ cách nhau 6 tuổi là xung. Đấy. Ví dụ như là tí xung với ngọ, mão xung dậu, dần thì xung với thân, tị xung hợi, thìn thì xung tuất, sửu thì xung mùi. Và cái phương pháp thứ ba tức là không bị hại nhau. Hại thì nó cũng có các cặp như sau: tí hại mùi, sửu hại ngọ, dần hại tỵ, mão hại thìn, thân hại hợi và dậu hại tuất. Và cái phương pháp thứ tư tức là phi cung, chọn theo phi cung, tức là cung phi của nam nữ đấy. Nó kết hợp thì chẳng hạn như người thuộc đông tứ thì lấy chồng đông tứ, lấy vợ đông tứ, người tây tứ lấy tây tứ, đại khái là thế. Và cái phương pháp thứ năm tức là nó hàng can, nó không phá nhau. Can nó phá nhau thì có can giáp thì nó phá mậu canh, can ất thì nó phá kỷ tân, can bính thì nó phá canh nhâm, can đinh thì nó phá tân quý, can mậu thì nó phá giáp nhâm, can kỷ thì nó phá ất quý, can bính, can canh thì nó phá bính giáp, tân thì nó phá đinh ất, nhâm thì nó phá mậu bính, quý thì nó phá đinh kỷ. Tức là nó có 5 cái tiêu chuẩn này. Nếu như ta chọn được cả năm thì nó rất tốt, mà không chọn được cả năm thì chọn được lấy 3 thì nó còn tạm tạm. Tức là ở trong đây người ta đưa ra 5 cái tiêu chuẩn để cho chúng ta chọn. Thì trong đây người ta viết là nếu như chọn được 5 tiêu chuẩn này thì vợ chồng bách niên giai lão có cơ hội trở thành tỷ phú. Còn nếu không được thì tối thiểu phải đủ 3 tiêu chuẩn, tức là tiêu chuẩn 1, 2, 3 thì sống với nhau với an toàn. Thì xét một cái cách toàn diện thì người ta cũng dựa trên cái phương pháp tức là chọn theo ngũ hành. Một là cái ngũ hành nạp âm và hai là cái ngũ hành gốc của can và chi, tức là nó cứ hợp nhau là tốt mà nó phá nhau, nó hại nhau là xấu. Đấy. Và dựa trên cái tiêu chuẩn tức là chọn theo cái cung phi đông tứ với tây tứ. Thế thì xét một cách toàn diện cái bài này, nếu như mà bạn nào mà ta ngồi ta nghiên cứu, ta ghi chép ra giấy, ra sách vở thì ta có thể chọn cho ta được cái người bạn đời nó rất hợp về cái nội dung này. Nhưng mà nhiều khi nó hợp, chọn được nó hợp nhưng mà tìm lại không không thấy được cái người đấy thì nó cũng khó. Rồi khi tìm thấy được những cái người đấy thì lại chê người ta thế nọ thế kia thì nó cũng rất là lôi thôi. Nên là cái này nó cũng là tùy duyên, thì nó cũng là cái số phận của mỗi người. Này, tôi chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.